Một khóa huấn luyện chuyên gia quân sự gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vừa được Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức. Trong đó nội dung quan trọng được huấn luyện là các chuyên gia quân sự phải thuyết phục được chỉ huy trạm kiểm soát thuộc các lực lượng đối lập cho qua trạm để thực hiện nhiệm vụ quan sát việc thực thi lệnh ngừng bắn. Đây là một nhiệm vụ khó nhưng lại là công việc hàng ngày của quan sát viên quân sự gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Vượt qua trạm kiểm soát của phiến quân, đây là tình huống rất quan trọng và thường gặp trong các buổi tuần tra của các sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Để thuyết phục chỉ huy của nhóm kiểm soát, đòi hỏi chuyên gia quân sự, quan sát viên quân sự gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải vận dụng rất nhiều kỹ năng khác nhau. Trong đó, các thông tin về bóng đá mới cập nhật cũng được đề cập đến. Nói về bóng đá đây, tôi muốn tạo ra một cái không khí thân mật và cởi mở. Thân mật và cởi mở trước khi đi vào nội dung chính của vấn đề. Và đấy cũng là một trong những kỹ năng làm việc của quan sát viên quân sự. Hãy tạo một thân thiện, thân mật, cởi mở với sự tôn trọng với người bản địa. Trong một buổi tuần tra, sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải vượt qua từ 2 đến 3 trạm kiểm soát như vậy. Việc tuần tra này nhằm kiểm soát quá trình thực thi lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng ở nước sở tại. Với kinh nghiệm từng trải qua tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi, Thiếu tá Trần Văn Giang khẳng định, trong quá trình đàm phán, thuyết phục, yếu tố bản lĩnh rất quan trọng. Khi ta nhìn trên tranh ảnh thì nó rất là dễ, nhưng mà khi ta trực tiếp với những phiến quân trông rất là bạo trợn, với một khẩu súng 55 trên tay, thậm chí họ hăm dọa mình. Đấy. Còn nói chung là rất nhiều cái trông nó khi vào thực tế cảm giác đòi hỏi cả cái bản lĩnh của mình. Nếu mà mình lên tiếp xúc với họ, mình nói hay, nhưng mà tay mình thì run, mặt mình thì tái, thì mình cũng không thuyết phục được họ. Sau khi vượt qua được các trạm kiểm soát, các chuyên gia, quan sát viên quân sự tiếp tục thực hiện công việc quan sát, theo dõi quá trình thực thi lệnh ngừng bắn của các lực lượng. Trong tình huống này, khu vực thực thi lệnh ngừng bắn đang có các đối tượng đặt mìn. Chúng tôi quan sát xung quanh ở đây xem tình hình an ninh ở đây như thế nào. Và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra cái nhận định của mình và báo cáo lại sở chỉ huy. Mỗi một địa điểm sau khi triển khai ở phái bộ sẽ có những đặc thù rất khác nhau. Các tình huống lần này mô tả các tình huống chung mà quan sát viên quân sự gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ trải qua. Trải qua các tình huống như này là cách chuẩn bị toàn diện nhất. Các nội dung huấn luyện được các chuyên gia quốc tế về huấn luyện gìn giữ hòa bình đánh giá là sát thực tế tại phái bộ. Những trải nghiệm này là nền tảng vững chắc để các sĩ quan Việt Nam tự tin khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên Hợp Quốc.